Xin chào tất cả anh em đến với ống nhòm đa năng của Hoàng Phương. Hôm nay thì em và Hoàng Phương sẽ cho mọi người về một mẫu ống nhòm ED Captor mọi người nhá. Nói chung ED Captor này là loại kính hồng mọi người ạ. Hôm nay thì em Phương rất vui mừng, em về được tầm khoảng 100 chiếc. Được về 100 chiếc tầm khoảng vài hôm rồi này. Em bán thì cũng vãn đấy ạ. Em nay em còn tầm khoảng 30 chiếc nữa. Nên là em để giá sale khuyến mãi mọi người nhá. Thì em đã lên video hai mẫu này là mẫu 8X và là mẫu 8X42 này và mẫu 142 mọi người nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu qua mọi người nhá. Giới thiệu qua về hai mẫu này. Thì hai mẫu này là hàng bên em là hàng chính hãng, mới 100% mọi người nhá. Thì con hàng này thì sẽ có gồm em nói qua về phụ kiện trước mọi người nhá. Nó sẽ có mắt đậy kiểu này mọi người, hàng mới 100% mọi người nhá. Nó sẽ có một quyển một túi đựng này, đựng dòng vải mọi người nhá. Vải dày thì đeo mọi người, có dây đeo mọi người nhá. Mọi người đeo đi rừng thì rất là chắc chắn để bảo vệ ống nhòm đỡ bị rơi vỡ mọi người. Nó sẽ có gồm một khăn lau này, khăn lau của nhà Ecoy này, một số hướng dẫn này và thêm một dây đeo của nhà Ecoy mọi người nhá. Dây đeo là dây đeo cao cấp bản to mọi người nhá, để có thể đeo để đỡ bị đau lưng mọi người, để đau vai mọi người. Và hộp của nó là hộp bây giờ là hộp mới mọi người nhá, hộp mới trắng 100%, hộp cao cấp mọi người nhá, hộp trắng là đẹp này, thay thế bằng cái hộp vàng cũ kỹ như trước mọi người. Hộp này rất là cao cấp mọi người nhá. Hộp này nó sẽ có đầy đủ mã cốt, mã vạch mọi người nhá. Có mã cốt này, mã vạch này, tên thương hiệu này của nhà Ecoy này, 842ED này mọi người nhá. Mã cốt này, mã vạch đầy đủ nhá, tên số hiệu mọi người nhá. Em sẽ giới thiệu qua về hai con rồi, giới thiệu qua về các phụ kiện đi kèm theo. Hôm nay em sẽ test nước mọi người nhá. Em sẽ làm video test nước về con Ecoy này cho mọi người xem. Mọi người cứ hỏi em, gọi nhiều, em hỏi nhiều quá, mọi người cứ bảo là có chống nước không, nên là em phải lên video luôn để cho mọi người xem. Thì em sẽ giới thiệu qua về hai bản 8X này mọi người nhé. Về hai bản 8X này thì mọi người cứ bảo em là trường nhìn của hai bản này có giống nhau không, có nét bằng nhau không. Thì em thì cam đoan cho mọi người là hai bản này là mọi người nhé, kính hồng phủ hồng mọi người nhé, cái phủ hồng này đấy, rất là cao cấp mọi người, trong vắt luôn mọi người nhìn này, rõ nét cho em luôn. Mọi người cứ bảo là có nhìn nét giống nhau không, thì em cam đoan là hai bản này nét bằng nhau mọi người nhé. Chỉ có là trường nhìn của 8X thì nó sẽ rộng hơn và tầm nhìn xa nó sẽ ngắn một chút, và bản 142 trường nhìn nó sẽ xa hơn, trường nhìn dài nó sẽ xa hơn và trường nhìn rộng nó sẽ hẹp hơn một chút. Thì mỗi bản nó sẽ có một ưu điểm, nhược điểm khác nhau mọi người nhé. Nói chung thì nó cũng không hơn kém nhiều mọi người ạ. Mọi người cứ cân đối cho em nên chọn 8X thôi. Thì đây này, nó sẽ có một vòng đi ô chỉnh cận mọi người nhé. Mọi người xoay cho em đây, mọi người xoay cho em này. Còn có cái giữa này mọi người bảo em là cái này là cái gì? Cái này là để chỉnh nét mọi người nhá. Khi mọi người đệm hai mắt lại mọi người này, để hai mắt lại mọi người nhá, thì mọi người sẽ chỉnh cái này giúp em, chỉnh nét lên M này. Và trường nhìn của con 8X này thì trường nhìn nó sẽ rộng hơn. Trường nhìn của nó là trường nhìn 7,5 độ và trường nhìn của con 10X42 này là 6,5 độ mọi người nhá. Và sẽ có độ chống nước IPX7 để kháng nước mọi người nhá. Mọi người nhìn hai con giống y nhau mọi người nhá. Nó chẳng khác nhau nhiều mọi người ạ. Cân nặng thì bằng nhau, chiều dài chiều rộng cũng bằng nhau, chỉ khác đây mọi người. Hai con kính hồng cao cấp mọi người nhá. Đấy, hai con kính như nhau rồi nhá. Chúng nó cao cấp như nhau mọi người. Đây mọi người. Nó sẽ có đầy đủ mã cốt, mã vạch này và hộp nhá. Sẽ có số hiệu thân ống nhòm mọi người nhá. Số hiệu thân nó như hàng limited mọi người, nó sẽ có khác nhau mọi người nhá. Đây mọi người. Em sẽ để hộp qua một bên nhá, để em sẽ đánh giá qua về tiết độ ngâm nước mọi người nhá. Em đã có chuẩn bị một chậu nước sẵn sàng rồi. Em sẽ làm video test nước cho mọi người xem luôn. Mọi người này. Ecoy này. Em sẽ giới thiệu qua cho mọi người trước mọi người nhá. Khi mọi người nhìn thì độ thoát đồng tử của nó là hai cái hợp kính mắt này. Mọi người cứ bảo là gọi cho em là bảo là alo Phương ơi, cái này khi anh nhìn thì hai mắt nó ra hai mắt à, thì em cam đoan mọi người nhá. Thì nếu mà ra hai mắt thì sẽ đỡ ống nhòm bị nỗi mọi người ạ. Ống nhòm bị nỗi rồi. Thì mọi người thì phải cân đối cho em này. Khi hai cái mắt này nè, nó sẽ thu về một mọi người nhá, thu về một hướng nhìn nhá mọi người nhá. Thu về một tầm nhìn thôi chứ không phải là hai ống này ra hai mắt mọi người nhá. Không thể không có thể là ra hai vật được mọi người. Hai vật đấy là nó bị ống nhòm bị nỗi mọi người ạ. Đi qua tổ rốt mọi người nhá. Nhìn rất là nét em. Bên em chỉ phân thấy là hành trình mới thôi, mới 100% mọi người nhá. Tập hành chính hãng mọi người nhá. Mọi người này. Em không nói nhiều, em sẽ làm video test nước cho mọi người xem luôn. Vì con này em đánh giá qua rất là nhiều rồi, giá tầm trung anh em săn nóng rất là nhiều. Con này em đã chạy chương trình khuyến mãi là từ ngày 15 mọi người nhá, từ ngày hôm nay này đến hết ngày 20 mọi người nhá. Đây mọi người, em sẽ làm video test nước cho mọi người nhá. Em sẽ test con 10X42 mọi người nhá. Đây mọi người này, em sẽ test nước cho mọi người xem luôn mọi người nhá. Người xem kỹ giúp em này, em sẽ ngâm nước cho mọi người xem qua luôn, ngâm khoảng 1 phút luôn. Đấy, em sẽ ngâm nước qua mọi người nhá. Đấy mọi người chờ em. Đấy, mọi người nhá. Cái bọt khí này mọi người này,
này cái bọt được cái khe nhỏ chứ không phải nó ngấm ống nhỏ mọi người. Con này là chống nước 100% mọi người nhá. Đây. Sẽ ngâm mọi người xem luôn. Thoải mái cho em. Ngâm thoải mái cho em. Đây, con này chống nước 100% mọi người. Ngâm thoải mái cho em. Sẽ vật đi vật lại cho nó đỗ thấm nước được mọi người. Thì con này hàng ngay cây, hàng cao cấp chống nước mà mọi người. Con này thì chống nước rất ok mọi người nhá. Và em sẽ chuẩn bị đây là cái khăn lau này, em chỉ bị khăn lau vừa vừa, không phải khăn lau cao cấp. Đây khăn lau cao cấp của nó đây mọi người này. Khăn lau nhà chuyên nhà Ecoi mọi người này. Em sẽ ngâm nước đây mọi người nhá. Thôi em sẽ ngâm nước đây mọi người. Ngâm nước thoải mái cho em. Và khi mọi người không ai bị rơi nước thì bị nhúng nước mọi người rất yên tâm, mọi người chả phải hoảng hốt cho em. Mọi người chỉ cần đứng lên vải vải qua cho em là được. Mọi người chỉ cần vải qua cho em là được, vải cho nó bớt nước đi. Và mọi người dùng cái một khăn lau này, đây khăn lau để mọi người. Mình chỉ lau qua ống nhòm cho em thôi, lau ở dưới đây. Lau các thấu kính này, các khe này. Mọi người không cần hoảng loạn mọi người, thì con này chống nước rồi mọi người. Mình chỉ cần lau qua cho em mọi người nhá. Chỉ cần lau cho em thôi, lau khô cho em là được. Mọi người chẳng cần hoảng đâu, thì con này chống nước 100% mọi người ạ. Mình cứ đây mọi người này. Chỉ cần lau qua cho em nó khô thôi, thì em chỉ lau qua mọi người nhá. Người chỉ cần lau qua lau khô cho em thôi mọi người nhá, thì không phải hoảng đâu, thì con này chống nước 100% mọi người ạ. Con này thì em sẽ nói chung em không nói nhiều nữa, mọi người cứ lại gọi cho em tư vấn cho mọi người dễ mọi người nhá. Em sẽ công bố giá luôn, giá khuyến mãi em chạy đúng một tuần là em chạy giá là 2,7 triệu bao ship 725 mọi người nhá, bao ship nhá, người cứ bao ship luôn, bao ship mọi tật, bao ship toàn quốc. Và con này em sẽ bao ship này và chế độ bảo hành là 2 năm mọi người nhá. Mọi người thì nhận hàng này, kiểm tra hàng này, kiểm tra hàng, test hàng đúng hàng, đúng mẫu Edicapter, kính hồng với thanh toán cho em mọi người nhé. Mọi người cần tư vấn thì liên hệ số điện thoại của em là 0968899302. Em đọc này nhé, 096 này, 88 này, 99 này, 302 mọi người nhé. Để em tư vấn, em rất là nhiều mẫu này, bản cao cấp hơn này, bản HD kính xanh chống nước này, bản cao cấp 8x42, mấy x42, 1250 này, 1256 đầy đủ mọi người nhé. Em sẽ không thiếu được mọi người ạ. Em hãy lên video mọi người nhé. Mọi người cần em tư vấn, mọi người cứ alo cho em. Em xin kết thúc video tại đây mọi người nhé. Mọi người cần thì cho em một đăng ký, một nút like và một nút share mọi người nhé. Mọi người cảm ơn, chào mọi người.